Vâng, xin kính chào anh Trần Văn Dương ở Hải Dương và kính chào tất cả bạn. Thì ngày hôm nay em sẽ test cái bộ chế âm ly dành cho anh. Thì hôm nay em sẽ sử dụng cái bản nhạc này để test sản phẩm cho anh nhé. Anh có đặt anh Dương có đặt bộ combo ở bên em. Thì toàn bộ combo em xin giới thiệu qua một bộ combo của anh. Tức là bộ combo của anh đặt là đầu tiên là cái bộ mic không dây UHF màu tím hồng loại 2 tay mic. Thì bên em đang bán với giá là 525.000. Anh có đặt ở bên em một cái củ nguồn adapter 24V 4A. Một mạch âm sắc 12V đơn V4. Thì giá hiện tại là 150.000. Bên phía tay phải bên em là cái mạch mic karaoke 12V đơn V2, giá là 280.000. Và cuối cùng anh đặt là một cái mạch khuếch đại 300W 2 kênh có giá là 230.000. Thì nếu như các bạn có nhu cầu mua những cái sản phẩm ở trên đây thì vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo trên tiêu đề video, hoặc có thể truy cập vào Sendor, Shopee, Lazada để đặt hàng nhé. Các bạn tìm kiếm shop của mình có tên là Linh Kiện 789. Thì ngoài ra các bạn có thể đặt hàng trực tiếp tại Linh Kiện 789.vn cũng được nhé. Ok, thì đối với cái mạch chế âm ly này thì nó thích hợp cho những ai mà thích về nhà có điều kiện, có hiểu biết về linh kiện điện tử hay chế cháo, thì nó sẽ giảm được cái chi phí và hiệu quả nó lại mang lại rất là cao. Thì đầu tiên mình nói sơ qua về cái kết nối nguồn. Thì ở hai cái mạch âm sắc và cái mạch mic thì em kết nối nguồn chung là 12V ở trên đây. Đây, nguồn chung 12V em đấu kết nối. Cái mạch công suất thì em cho ra cái nguồn 24V. Tức là toàn bộ combo ở trên này nó sử dụng cái nguồn 12V đều được, nhưng mà đối với cái mạch riêng, cái mạch công suất nó sử dụng từ 12 đến 24V, cho nên em sử dụng cái nguồn 24V là nó để hoạt động một tối đa công suất của nó nhé. Thì anh cũng có đặt luôn ở bên em một cái nguồn 24V 4A ở đây. Anh lưu ý là của mình cái mạch công suất này sử dụng 24V, còn đâu tất cả là 12V, nhưng mà anh về anh lưu ý là đấu tránh tình trạng là bị nhầm lẫn. Đấy. Thì ở cái mạch mic này em đấu qua cái mạch mic đôi ở trên đây rồi, thì em có đấu sẵn ở đây thì anh chỉ về anh việc kết nối thôi, kết nối và sử dụng thôi. Thì nếu như trường hợp mà anh có khúc mắc không hiểu ở đâu thì sẽ gọi điện ở bên em tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật hỗ trợ cho anh nhé. Thì em sẽ test mic cho anh nhé. Hai tay mic em bật lên này, bật nguồn lên này. Hai tay mic bật nguồn bình thường nhé. Đây, em sẽ test âm thanh cho anh. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alo. Tay mic này, đầu tiên hoạt động bình thường này. Tay mic thứ hai này. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alo. Cả hai tay mic anh để hoạt động rất là bình thường.
Và em sẽ test kia cái phần mic có dây cho anh nhé. Đây, cái mic có dây thì em kết nối một cái mic 1 thôi, còn mic 2 thì em kết nối vào dây không, không mic không dây rồi, cho nên là anh chỉ cắm mic 1 thôi, không cắm mic 2 là không tác dụng gì đâu. Alo, alo. Mic có dây hoạt động bình thường. Về phần nhạc thì bây giờ em sẽ test cho anh. Em sẽ test cái phần bass trung check của cái mạch âm sắc. Mà anh lưu ý là ở cái mạch mạch mic này thì anh giới hạn cái âm lượng của nó ở mức khoảng 9 đến 10, là vì bên em đấu trực tiếp qua cho nên là cái âm sắc của nó rất là nhạy. Cho nên là anh chỉnh ở cái mạch âm sắc, còn cái mạch mạch mic của anh để cố định từ 9 đến 10 giờ nhé. Em sẽ test âm bass cho anh nhé. Test âm chung cả nhá. Đây là âm chung. Và cuối cùng là âm check. Ok, như vậy là toàn bộ combo chế loa âm, chế âm ly của anh hoạt động rất là tốt rồi nhé. Thì tất cả các cái mạch ở trên đây thì bên em đã đánh dấu ký hiệu ở trên video rồi. Có mỗi cái mạch cái mic không dây này bên em chưa đánh dấu. Thì bây giờ bên em sẽ đánh dấu lên sản phẩm này. Đây là ký hiệu của tay mic của anh nhá. Đây là ký hiệu bên em đã test sản phẩm tổng hợp trước cái video đấy rồi. Thì anh nếu như trường hợp mà anh có xem lại thì xem cái ký hiệu ở trên video bên em đã test rồi nhé. Đây, toàn bộ cái ký hiệu. Đây là ký hiệu C07, mạch công suất. Ok, và rất cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.